đâu phải đông vậy. Thì hôm đó lại hên là sao là, thế là lúc lúc đó cháu thì lúc đấy cứ con Liễu nó mới bảo gọi tôi là chú ông cứ về về lấy rồi đưa ông lên về. Tôi bảo sao lâu vậy, thế tôi gọi điện xong rồi tôi mới ra ra thì ông còn biết là có bảo về không bảo không. Cái lúc thì bảo thôi con đưa ba về nhà nghỉ ngơi nhá, ông bảo không về làm gì. Ông nói vậy lúc na em đi sao bảy giờ tối vào có là hội gì mấy gì đấy. Ông bảo về có oxy không? À, con phải oxy cho ba về nhà nghỉ ngơi. Rồi mình nói ông vậy thôi chứ mình chấn tĩnh không thôi, chứ thực tế lúc đó đã có oxy được một năm rồi. Là chị Lan đã biết rồi, thường thường ở Sài Gòn mẹ là đã thấy nó đi rồi. Xong bảo vậy thì con gọi đâu về cho ông nhé. Ông gật là Lan biết, ông biết ông đi rồi. Là vì ông gặp Lan là nhà ông mệt lắm thì kêu tụi nó về. Rồi gọi thì gọi điện cho ông cho đâu về nha, thì ông lại gật. Là biết rồi. Đồng. Ông mở ông không gặp ông rồi, ông gặp đâu ở Sài Gòn rồi. Thì gặp đâu không nói cho thấy cả chị anh em nói đi. Ừ gặp hết rồi, nói chung con cháu gặp hết ở Sài Gòn rồi. Thì cái hồ đó là ông Lâm cái hồ đó ông là hồ ba nhắn tin vừa bước ra khỏi nhà khỏi xe bây giờ hồ ba nhắn tin cũng phải tuần đấy đã tính toán trước rồi bà báo trước bà biết trước lần cuối mà lúc về ông tỉnh lắm không còn cho qua bay quay lại bay bay bác sĩ đi về lúc đó bữa sau về không rồi cái cuối tuần nó về đi đúng rồi thì cái tuần trước á là ba nói là con sắp xếp nhá không gặp được về đó không ông về nhà ông về Sài Gòn đến thứ sáu bảy rồi đi về Sài Gòn ông muốn vào thăm ông mình sau đó ba gọi nó mang mặt bài đó ba gọi vừa này vừa vào vừa chào ra khỏi bệnh thành mà đúng không nên là không gặp nhau. Hai hôm nhau. Nó mang cho ông lợi chai rượu cũng vậy Loan nhớ không? Ừ. Ông về sáng ngày chiều cho mang chai rượu lên thế xong không, rồi. Ông đứng ở ra. Đấy. Nhưng mà cái chỗ phương tiện ở có chỗ như đủ tà. Ừ nó mà nó không chỉ không đủ thôi các bà các ông dẫn nhau về đấy chứ ở đây hành xác nhau khổ chẳng chăm được mà chẳng chăm được. Bây giờ mình ông cũng không chăm được mà mình bà không chăm được thôi về hết mình con bà. Chứ bây giờ ở lại chẳng làm gì được. Bây giờ mình ba bạn chẳng chăm được không? Ba người đứng ngoài ngóng, một người ở trong. Nó không có tôi đâu mà giờ. Ba người ngoài thì ngóng, còn người thì trong. Ông gì chứ ông đang vào nhỉ, ông gì đấy. Ông đánh, ông gì đấy vào, vừa ngồi lý ra lùi. Đuổi. Ngồi cho tôi ngồi tí. Nó đuổi. Thì cháu cũng nghĩ là ông cũng yếu, ông cũng à. Thôi ba về đi, rồi nếu mà ba chắc, à không, ba về thì ba suy nghĩ kỹ. Bởi vì vào à, rất khó. Vào cứ nói này mày nhập viện khó lắm chứ không phải đơn giản đâu. Loan nhớ cứ nói thôi cháu mày làm căn nhà ba lầu lên mà ở ba lầu. Để nó khỏi chật. Ừ xong là tấm trên cùng thì làm cái phòng thờ. Còn hai tấm ở tấm trên cùng làm cái phòng thờ. Rồi. Tấm gì có tiền. Ông yêu mới ở lên vậy thì chật. Phải lên lầu mới ở được. Mà cháu làm gì có tiền, làm thế là tốt rồi chứ. Hồi đợt về Bắc vậy là đâu có ngủ định cho ông về đâu. Thế ông bảo thôi cho ba về với. Thế ông cũng không về chứ còn đâu sắp xếp ông về. Đợt mà về cả nhà đấy. Đợt này đó ông thấy khỏe ông mừng lắm. Ông khỏe tháng 10 rồi ông về. Ông bị ngắm con sông gì lần cuối. Ông Khánh ông nói đúng lắm nha. Ông Khánh cứ bảo là phổi cho, ông sao. Cho chú lại về mà chưa thực tế là phổi. Ông Khánh ông nói là ông Yên cùng lắm sống được 6 tháng nữa là chết. 6 đến 7 tháng nữa. Lúc đầu năm đi vào sạch cái đầu đấy. Ông Khánh ông bảo ông Khánh hỏi bác sĩ vậy rồi. Ông Khánh hỏi bác sĩ nó bảo là ông bị ung thư bạch cầu rồi, cùng lắm được 6 7 tháng thôi. Ừ. Cho nên tôi nói ông Khánh bảo nó xẹp, ông Khánh bảo xẹp thì xẹp. Đúng rồi, nó sẽ xẹp cũng chỉ 6 7 tháng là chết thôi. Nó nằm lẫn trong cái đấy là y chang. Lúc mà điện vào là ông 10 tháng chắc ông Khánh bảo chắc đợt này là đi đấy. Được 10 tháng. Rồi ông Khánh lên đánh lên có bắt tay ra ngoài chị Loan nhớ nhỉ. Nói chuyện toàn nói chuyện ngày xưa lắm. Không, cái lúc mà đến cửa phòng cứu á, chuyển lên đấy. Không, lúc đó là gì? Ông à, lúc đó chị không có ông tưởng mà nó lúc đó là ông nghỉ. Đến hôm đó, tối hôm đó về là ông bị luôn đó. Đó, bị tưởng đi luôn đi. Tối sáng về là ông tưởng nó, tưởng với Khánh với cháu lên thì mất nhỉ. Thế là chị sau nó đuổi. Chị đang ở dưới nhà chị. Nó đuổi, thế là 9 giờ gì nhỉ? Nó 9 giờ đấy, xong nó có thò tay bắt tay ông Khánh vào, Khánh bảo chụm chưa chết. Không biết hết mọi thứ mà. Nói chung ông tỉnh lúc nước đi luôn. Chúng hỏi chứ cho đưa anh về nhà nhá. Ông kêu về làm gì? Nói không được cậu. Đi chị cảm ơn. Đi chị cảm ơn. Cảm ơn. Đến thăm đi chị cảm ơn. Ông nguyện vọng của ông như vậy mình có thể cho ông vậy. Hỏi ông chị Lan hỏi luôn. Ông có muốn về quê không thì ông kêu không. Không phải đâu cả đó. Tôi nghĩ là ông còn. Nhưng mà cái thằng gà nó gọi điện thì tôi không đi.
Rồi xem là ông cái này là không còn đâu. Ung thư đã biết thì là một thời điểm nữa không? Là cái ung thư á. Nhưng mà sao càng tê bết không? Càng tê bết thì lại càng sống. Nhưng mà càng tỉnh thì lại càng nghe đi. Nhưng mà sao lấy bác sĩ tôi đi bảo hỏi bác sĩ bảo là cái bệnh nhiệt của ông là khỏi rồi. Nhưng vì là mưa nó xong là nó bị nhiễm vào phổi. Thì nó bảo không khỏi hẳn đâu, ông chỉ không khỏi hẳn về cái ung thư ra đâu. Nhưng mà ông đã cầm cự được rồi. Nếu như ông giữ được cái độ ấm hoặc là này nọ thì ông sẽ kéo dài được tuổi thọ. Nhưng mà do ông không giữ được cái nó quật nhanh quá thôi. Nhanh quá, xuống sức quá. Chúng trong vòng đúng một tháng. Ăn không được. Trong vòng một tháng. Đúng một tháng, mùng 3 tháng 7, mùng 3 tháng sau. Đúng trong một tháng. Hôm đó là em tính em vào ngay cái tại vì chú biết sao, cái thời điểm cháu làm việc là cứ đúng một tháng là cháu ký sách để rút lương. Thì là ông tháng trước cháu bảo là thôi ba vào trước đi, con mai con vào. Ông không chịu, ông phải chờ loan vào, ông mới vào. Cái hôm đó là... bảo trời nó mưa quá rồi thôi để đến ngày xong này nữa mới vào đây. Trời ơi, lúc về mà chu đáo lắm. Tối hôm đó cứ bắt nó đi cảm ơn bác sĩ. À thì hôm đó thì con hỏi ngủ đấy, đưa cà phê chưa? À, cháu cứ hỏi mang đưa cà phê cho bác sĩ chưa? Còn đi rồi không? Ông không cần lo, đi rồi. Đến tí cái để hỏi. Đi được chưa? Mà sao lại còn nút lót làm gì nữa? Ông hỏi là ông nói lên tưởng là cho ta mượn 300 đi. Hỏi làm gì? Yên tưởng hỏi thế ông nói làm tiền làm gì? Ông bảo cho con đi cá, làm nhẹ cho ông. Cho thật đúng không? Ừ, nhưng mà đi cá không lấy. Lấy đâu không lấy? Không lấy. Đuổi ngay bác ạ. Ừ, đó mà camera nó lại nói. Đuổi ngay. Chỉ nó cho tiền vào cái giấy vệ sinh ấy. Đưa cho mấy cái con nó không lấy, nó lại ra lại nó trả. Đuổi ngay. Bây giờ phải bác nghe tháng. Nó có camera nó quay nữa. Ra ngoài thì được. Không. Cậu ra cậu đưa cậu đi ngoài được, ở bên ngoài biết đâu ở bên ngoài không biết đâu mà cậu đi vào cầu thang nó còn không lấy nó có camera nó quay không có camera hết này đưa đâu uống nước thì được mà nước nào nó dám đi uống nước nó làm mà mẹ ăn thời gian không ngồi trong cái là cứ một tối trực cho bọn nó 200 để ra ăn bây giờ hỏi bác nghe chứ bây giờ một tháng nó làm gì nó lấy mấy đồng lấy chết chồng của mẹ thì tôi không ai không lấy quà vì tôi nói nếu mà hãm được cái máu chảy ở mũi mũi tai mũi mồm ra thì sau này tôi ấy đục ra thì mà mới cứu được thằng nhân gì y như con trâu là... con rẻ thì ông năm tầng năm vừa giờ đấy tông một cột điện mới phát văng ra coi như máu mồm máu mũi chảy ra trở lên bên mình tỉnh trở lại một đoạn chết đây nó còn đúng một đêm mới muốn lợn người ta kêu là mạch máu chính thì đó nên nó không cầm cự thì nó chết ngay nó bảo cái gì nó đè là vỡ sọ hai lần đấy là ý là vào phần mềm rồi vỡ sọ hai lần nó đè là vỡ sọ hai lần ý là vào phần mềm nó bảo là chúng tôi đang cứu ông đừng nói bây giờ là chúng tôi đang cứu nếu hãm được máu thì mũi máu mồm ra thì ông cho một tiền bao nhiêu tiền nhá ông họa cái số chưa đi nhá cái đợt đó tôi nghĩ ông đi cái đợt mà một chỉ đó nó cũng trên tường rất thân rồi đó nó phun lên đầu ha là thì nó nghĩ ông đi vào đó rồi ha chắc sau là thằng Nhân đi đó là chị Loan chị nói rồi chị đi xem được bảo là cái số của nó Hoa nó cao số ông Hoa là chưa lên số đi cái nó làm ai nó hộ ngay đó là hiền nhất nhỉ không mày sai mày như mà thôi thì mày có thì nó hay qua nhà mới thì chúng ta cứ bộ tôi cứ hay đến thì thằng ra chúng tôi đi rượu tôi mới về thì tôi có bỏ được gọi nghĩ sao thì nó có gà vì chị nó lao vào nó làm còn thấy thằng mà thứ lợi nhất ấy là thằng hóa thằng gì thằng ba sạm nhất ba sạm nhất mấy thằng hoa thằng hoa ấy nó là cháu nhưng mà nó với cháu là không